Quý thính giả đang nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Truyện ngắn Sóng Vũ Môn được viết năm 1920 và truyện ngắn Kiếp Tài Tình được viết năm 1935. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Các bạn đang nghe truyện Sóng Vũ Môn về huyện Thanh Trì cách tỉnh Hà Nội độ 10 cây số. Ở giữa làng XX có một cái nhà cổ. Cứ xem chữ khác ở trên câu đầu thì biết cái nhà ấy thượng lương từ ngày tháng 3 năm canh thìn, đời vua Minh Mạng, nguyên niên 1820. Kiểu mẫu nhà ấy tuy không lấy gì làm đẹp, song sơ lược dễ coi mà kiên cố lắm. Trước nhà, một cái sân rộng lát toàn gạch bát to, ngang dọc mỗi bề đến một thước. Một khu vườn rộng cây cối um tùm, mùa nào thức nấy, dưới bóng cây lần mưa đống rơm cao ngất. Thực là một nhà giàu thú quê, cha chuyển con nối, không biết phát đạt từ đời nào, mà về sau mỗi đời lại thêm thịnh vượng. Hoặc vì đất cát mấy ngôi mổ mà, hoặc vì phúc trạch của ông cha, hoặc tài thao lược của con cháu. Hiềm vì một nỗi, đời nào cũng yêu sự khoa cử, nhưng bận nào cũng lao đao trường ốc rút lại đến xoay nghề buôn bè cũng làm đến tổng lý là hết. Chủ nhà ấy là ông Tổng Hường, dầu tóc đen rậm, mặt mũi nở nang, rõ ra một người phúc hậu. Vợ mất sớm, ông chỉ có một con trai, năm ấy đã lên 15 tuổi. Hoàng Quý, con trai ông Tổng Hường, theo học trường một ông đồ ở cạnh làng, nên đã thông làm nội bài luận ngắn và đọc sách được mạch lạc. Ông Tổng thấy con có tư chất và chăm chỉ, thì bao nhiêu cây chi khí bay nhảy ở đâu đều chú cả lại mà hy vọng cho con. Bèn định cho ra kẻ chợ để theo đòi học tập. Một hôm đi vắng về, ông gọi con bảo rằng Quý ơi, thầy xem ra phải nhà ta, thì biết các cụ ta ngày xưa đã chảy chật về đường nghiên bút, theo đuổi mãi nơi dân trình cửa khổng. Xong điều kỳ vọng vẫn là mộng tường, chỉ loanh quanh trong nghề buôn bè cái vòng tổng lý. Kể ra từ nhà mình thì không ai bì kịp thành giáo nhà ta ai cũng trọng song thầy nghĩ giàu như vương khải thạch dùng ngày xưa cũng chỉ là anh trọc phú sang đến đâu cũng chỉ là thầy hào thầy bá nhi dĩ thầy bóng quan đã gãy đầu gãy tay khoanh tay dựa cột trái ý thì bị của việc chậm là có đòn thật là một nghề đầu chảy đít thớt vậy này như người ta kia khoa danh kế thế trung hiếu truyền sai ra ngoài cờ mở trống rong về làng ăn trên ngồi chốc mình nghĩ mà thẹn thay Vậy nay thầy định cho con theo đòi nghiên bút Một mai nhờ tổ ấm Phật vua lộc nước Công danh hiển đạt thì vẻ vang đến tổ tiên Đẹp mặt cho cha mẹ Cái gia phả họ hoàng ta thực đáng quý thay Con nên cố Khỏi phụ lòng cha mong mỏi Hôm qua thầy ra tỉnh Hà Nội Vào hầu cụ cử Nguyễn Thấy ngài dạy đông học trò lắm Nhân thầy có xin trước cùng cụ Sẽ cho con ra thỉnh nghiệp Vậy con nên sắp sửa hành trang lễ vật Để mai cha con ta ra hầu cụ con chưa có lo ngại điều gì Tùy u có mất sớm Thầy thiếu tay đỡ đần Gà sống nuôi con Ngoài coi sóc việc nông thương Trong tần tạo việc nhà cửa Một chốc mười mấy năm trời Đều một tay thầy cáng đáng Vậy công việc thầy làm đã quen Sự khó nhọc thầy coi dường tơ tóc Chẳng những khi con đi học vắng Việc thầy làm không trễ nhác Mà lại có phần vui vẻ phát đạt hơn trước Thầy nhất sinh hay buồn Nhưng từ ngày thấy con học hành được thì lòng thầy phấn chấn vô cùng. Vậy bây giờ thầy tham sống là chỉ để mong cho con, để gây dựng cho con, để... Ông Tổng hưởng nói đến đó thì mắt rơm rớm ướt, quý đứng thẳng tay tựa cửa. Nghe lời cha mà trên cái bộ mặt khôi ngô ấy đã biến ra lắm vẻ. Những lời nghiêm huấn đó, thì đến sắt cũng phải oằn, đá cũng phải siêu. Sáng hôm 20 tháng riêng năm ấy, cha con Hoàng Quý bưng một mâm cao đến nhà cụ cử Nguyễn xin nhập môn. Cụ cử thấy quý vẻ người tuấn tú Mặt mũi sáng sủa nhận lời ngay Mới bảo thầy trưởng trang biên vào sổ đồng môn Trước khi cáo về Ông Tổng rụt rè thưa với cụ cử Lại cụ Nhà con thật có mình cháu Con chỉ muốn cho cháu theo đòi đạo thánh Nhờ cụ bảo ban cho Ơn ấy không bao giờ dám quên Và đạo thánh là đạo rộng Lại cụ Con bẩm câu này tự lấy làm lỗi quá Xong vẫn biết cụ là lượng cả Nên con mới dám thưa được có câu gì cứ nói bẩm cụ ở ngoài con ít người quen không tiện chỗ nào cho cháu trọ học và nơi thành thị là trốn ăn chơi cái hay thì ít mà cái giờ thì nhiều con sợ cháu nó là con nhà hiếm tính quen nương chiều sẵn hoặc già nhiễm thói hư chăng nên đánh liều diên cụ cho cháu được ở hầu đây xài bảo điếu đóm và rèn cặp cho thành nếp được gần đến thanh giáo thì sự học dễ hỏi han lâu nay Quả con mộ cái thanh thế đấng tiên nhân Cùng phúc trạch của cụ Mới mong cho cháu theo ít giáo hóa chốn gia đình Vâng Ông nghĩ đó thực chí phải Xem ra ông cũng là người mộ đạo vô cùng Vậy tôi xin hết lòng bảo cháu Cho khỏi phụ bụng ông Dạ Ông Tổng không còn lẽ gì cần thêm nữa Nên sau tiếng dạo cụ thun lùn ấy Lại tiếp thêm Lại cụ, nhà chúng con quê mùa Không có gì gọi là vi thành Có buồng cao dâng cụ xin cụ thương cho cụ cử vẻ mặt rất tự nhiên đáp xa xôi ông bày đặt ra làm gì cho thêm phiền cụ cử ra sáng bất đặc sĩ bảo anh học trò bé đứng bên bưng vào đưa cụ bà cất ông tổng vái một cái thực xài và cáo lui quý nửa mừng nửa nhớ lảng lạng tiễn cha ra cửa ông tổng ngành cổ lại dặn còn ở đây học cho chăm chỉ mỗi tháng thầy sai đưa ra một thúng gạo một con gà làm lương học với một quan tiền để tiêu vặt con này đã lớn phải biết suy nghĩ đừng có nhớ nhà những ngày kỵ ông bà nội và u con cùng tết nhất hãy xin phép cụ về nhà cụ là nhà thi thư văn phép lắm con nên ăn ở cho có ý tứ và lễ phép thôi con có nói gì nữa không thầy về đây ông tổng biết tính con gan góc ít nói ít cười nên chỉ dặn con có thế quý chắp tay vái chào cha rồi quay lưng lững thững trở vào không hề ngành cổ lại. Xem như thế thì ông Tổng Hưởng khát khao sự học biết là ngần nào. Xong được cậu con biết nghĩ, thấy cha thế nên càng gắng công rủi mài tra rồi kinh sử. Trừ những ngày xin phép về nhà, còn không ai gặp quý đi chơi ngoài phố. Quý mỗi ngày một tiếng, cả trường ai cũng phục là người có hết có tài. Quả đất xoay quanh đường quỹ đạo, ngày kia tháng khác, xuân qua hạ lại, thu tới đông đi, bỗng chốc đã ba năm vừa chẵn. Ngày tháng 2 năm Mậu Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 21 1868, bỗng có chiếu chỉ của nhà vua ra rằng, nhân Khánh Điển, không nhớ Khánh Điển gì, đến tháng 10 năm ấy sẽ mở khoa thi. Tháng năm sát hạch, ai đỗ sẽ được thi. Thầy khóa quý gặp cơ hội may, ra hạch ở Hà Nội, đỗ ngay đầu xứ. Ngày xưa vì lối đi chưa được tiện lợi và nhanh chóng, cho nên nhà vua lập ra hai trường thi, trường Hà Nội và trường Nam Định để học trò dễ sự thi cử. Gần kỳ thi, ông Tổng hưởng chọn ngày, xài đẵn một cây tre. Ông tự tay trẻ ra từng thanh xài độ hơn một xài, vót tròn đẽo nhọn hai đầu, buộc thêm một cái ghim, rồi dàn những gọng ấy ra, lấy dây buộc cách nhau độ một gang, cành vài phủ lên trên, lấy chỉ đính vào gọng, sơn đi sơn lại hai ba lượt thật kỹ. Rồi ông cưa đoạn gốc, cha cán làm vồ, đéo nhọn đoạn tre bổ đôi làm nọc và mua một cái chõng cùng đôi chiếu mới. Sắp đầu vào đấy, ông lại sắm thêm một cái yên con bằng gỗ mộc và một cái ống quyển sơn sơn buộc thõng vào cái dây thao đỏ. Trong hai ô kéo yên, ông bỏ sẵn một trăm dây vụ di, một chục bút lông thủy, hai thoi mực cực phẩm, một cái nghiên đá và một con dao rùi. Ông lại mang theo một thằng nhỏ để quẩy những đồ vật mới sắm ấy, rồi cùng vào nhà cụ cử, Cụ cử trông thấy mừng quá liền bảo rằng Tôi mong ông mãi Vì có câu chuyện muốn nói Và mời ông ra chơi đây với tôi để xem thi Ông Tổng vái chào đáp Lại cụ Nhờ cụ dạy cháu May được đầu sứ Đến kỳ thi cháu được đỗ Thật ơn ấy chúng con không bao giờ dám quên À ra ông đã xăm hết đổ đạc liều chiếu cho anh sư quý đấy rồi Tôi định nói với ông rằng Thức ấy nhà tôi sẵn Anh ấy cứ lấy mà dùng cho khước tội gì con sắm thêm cho tốn Đà tạ cụ con vẫn biết thế song sợ cháu thi khoa này không chắc đã được vào nên con sắm những thước này cho bền để khoa sau khỏi phải sắm và về sau truyền lại cho cháu chát dùng làm vật kỷ niệm ông này nói gở can gì anh ấy hỏng tôi bảo anh ấy học nên tài anh ấy tôi đã rõ dẫm phải vỏ chuối cũng không trượt khoa này anh sứ lấy cho thầy cái thủ khoa nhé quý chân đẩy bu gà thiến lại gần thúng gạo cúi đầu đáp. Dạ con xin cố. Ông Tổng đứng khúm núm thưa. Lại cụ, chúng con thành tâm lên Tết cụ. Sao ông cho luôn mà bận nào cũng hậu thế? bẩm không dám, cụ tác thành cho cháu. Con tưởng thế này là còn bạc lắm. Ông dạy quá, công tôi bảo anh ấy thì ít, mà tài anh ấy thực là cao. Xưa này tôi chưa thấy ai học hay chữ đến thế. Chắc phèn này đỗ thủ qua. Xong tôi nói với ông, Chẳng lẽ tôi lại từ Thế nào cũng xin mời ông lại ở lại xem thi đã Trong khi nói chuyện Thì bữa cơm chiều vừa dọn ra Cụ cử mời ông Tổng cùng ăn Quý tuân theo lệ thường Bác ghế ngồi cạnh hầu cơm Chuyện trò rất vui vẻ Chủ khách đàm đạo đến mãi khi cơm xong Rửa mặt uống nước Chợt có người lính tuần vào nói với cụ cử Thưa cụ, cụ cho thầy sư quý Vào cụ lớn bố đòi Quý ngạc nhiên đưa mắt hỏi ý thầy Ông Tổng thấy nói quan đòi đã giật mình trong bụng phân vân nửa mừng nửa sợ cụ cử ung dung vuốt dầu mỉm cười thong thả bảo cậu vậy cậu cứ về nó sẽ vào hầu cụ lớn sau khi người lính đã xa ông tổng bụng dạ còn đương vơ vẩn bèn hỏi cụ cử bẩm cụ chẳng hay việc lành hay việc dữ việc là việc hay đó quý cũng mất cả gan hỏi con không hiểu thế nào cả thế còn có biết người học trò to lớn mặt mũi trắng trẻo ăn mặc lịch sự vẫn đến tập văn thầy ở đây không? À, cậu Tư. Phải, con biết tên là cậu Tư mà thôi, chứ cha con cũng không rõ đấy là con cụ lớn bố. Vì thầy thấy người ấy không thân gì với con, xem ra lại có ý khinh bỉ, cũng một đôi khi có khích bác và cãi nhau với con nữa. Bẩm độ này cậu ấy hay mời con đi chơi và lên cao lâu uống rượu, nhưng con đều từ chối cả. Ấy, vì cơ ấy nên cậu ta mới cầu thân với con, mà hôm nay mới có lệnh đòi. À, con đã hiểu. Ông Tổng ngồi nghe chuyện, mắt gấp gay, mồm há hốc, vẫn chưa vỡ lẽ bèn hỏi lại. Xin cụ truyền rõ thế nào cho con hiểu với, kẻo con sợ vì sự bất bình mọi khi mà sinh tai vạ cho cháu. Ông này mới cổ nhân chứ, hay giờ thế nào sau ông sẽ rõ. Còn anh Sứ thì sắp khăn áo vào hầu, ta cho người đưa đường. Quý vừa bước ra đến cửa, thì gặp cậu lính khỉ nãy nói, cụ cho đòi anh, bảo phải vào ngay, ngài đương đợi. Quý bèn vội vã rào cẳng theo cậu vệ vào dinh. Ngày đông tháng giá, gió bấc căm căm, sương chiều mù mịt. Hai người ngậm miệng cùng nhau thui thủi bước đều qua dãy hàng cơm con đường hàng cỏ. Ngoài đường, lác đã có các thầy nón sơn đội đầu, quan tiền vắt vai, ông quyển cạnh sườn, lên chiếu cắp nách. Hai bên đường, nhà nào nhà nấy đèn thắp sáng choang, thì treo lủng lẳng dưới chõng hàng nghi ngút khói nổi canh, thơm sực mùi cá rán. Ngoài cửa, cô hàng thập thỏ mong ngóng, inh ỏi mời chào. Nào mời thầy khóa vào nghỉ nhà tôi, rộng rãi thành thôi. chiếu giường sạch sẽ, cơm lành canh ngọt, rượu nồng nem chua. Nào mời thầy vào nghỉ một thể, nhà con có mấy cụ tu đến trọ, hoa trước có mấy ông đỗ. Thỉnh thoảng ở đầu ghế, những vị thầy bói tay bưng cơi trầu có gác mấy nén hương lên quá chán, suy soạt khân vái lầm rầm rồi hạ cơi xuống mặt cháp để giao tiền vạn lịch. Mấy cụ thầy tướng, đôi mắt cập kèm lèn sau cặp kính mờ mờ, nghiêng ngửa nói năng, dở sách luôn mồm vanh vách. Ngoài những cảnh hàng cơm, giữa đường, thỉnh thoảng có một vài cặp cáng, theo sau một lũ gia đình khiêng hòm xiềng, chạp điếu ngây ngang, nghễu nghệ đỗ trước hàng cơm. Bọn người nhà hoảng hốt, nhanh nhào vào nhà nọ ra nhà kia, xem có chỗ nào rộng rãi lịch sự để cậu con quan ấy quan nọ vào trọ nhưng phần nhiều các công tử đi thi lại thích vào trọ nhà cô đầu. Chẳng những được cơm ngon canh ngọt, lại có sẵn cả gối êm đệm ấm nữa. Hết hàng cỏ rẽ ra cửa nam, quý thấy người túm đông túm đỏ, đường xem tờ yết thị. Quý tạt vào, thì cậu vệ nắm áo rằng lại. Có gì mà xem, đó là quan yết thị đến 25 tháng này thi khảo quan tiến trường. 26 nộp quyền, sang mồng 1 vào kỳ đệ nhất. Thôi, hãy đi cho xong việc đã, Hôm nay là mấy cậu? Hôm nay là hai mươi rồi. Thế mà tôi chưa đóng quyển chi hết. Chốc nữa về đóng hãy còn kịp. Cậu có biết cách thức đóng quyển thi thế nào không? Nghe đầu đóng phản trương tờ đầu, rồi gấp năm, một phần làm gáy để tên ngoài, rồi thế nào nữa tôi không nhớ. Có muốn biết cách thức, chốc nữa hầu cụ lớn ra, xuống tìm tôi ở trại, tôi đưa sang dinh cụ lớn đốc, vào hỏi lão lệ sinh, đại hắn bài quan tiền, hắn dẫn cách thức cho hoặc mua ngay quyển hắn đóng sẵn, mượn hắn để tên hộ cho cũng được. Ấy, mỗi khoa thi họ kiếm tốt lắm, lại còn nhiều người muốn vào cùng nhau một vi. Người ta cũng lót lão lệ sinh để nói với ông Lại Phòng, khi soạn những quyển đã nổ phân đi các vi, thì họ tìm quyển của mình mà xếp làm một. Như thế các thầy Thực là dễ dắt díu nhau. ấy thế mà nhiều thầy khóa dại quá, khi được vào trung vi, bài làm tương cả bản giáp của người ta ném vào cho, giống nhau như hệt, bị các quan đánh trùng kiến hòng liềng xiềng trong khi cậu vệ dở mồm mép một nhà theo voi vác hèo ra như thế thì quý đầu gật gù chân lững thững đi qua cửa nam hết quãng đường trong thành gần đến dinh cụ lớn bố thoạt thấy sừng sững cái cổng quét vôi trắng xóa trên tháp ngọn đèn long mã tờ mờ ngoài bóng thấp thoáng ba chữ bô tránh tư đỏ lộ xa quý mới sực nhớ mình đi có việc liền đánh bảo hỏi cậu lính cậu làm phúc bảo tôi cụ lớn đòi tôi có việc gì Tôi không rõ Chỉ biết rằng lúc cụ lớn chuyển tôi đi gọi anh Thì ngài đương gắt gì Và có cả cậu tư ở đấy Quý ta sực nhớ hôm qua cậu tư mời mình lên hiệu Mình từ chối mãi Đến cậu phát khùng lôi kéo to tiếng với nhau Mổ hôi khi ấy toát ra Quý vừa đi vừa nghĩ Qua cái hồ tròn giữa bảy hòn non bộ Quý đến trước một cái nhà lầu to Cậu lính ngăn lại Tiến vào trước đẩy trình Cánh cửa vừa mở Sư quý thấy tiếng hai người già nói chuyện giá gọi là hai cụ lớn thì phải nhưng bỗng một tiếng quát rất dữ dội làm quý hết hồn tống cổ nó xuống chạy giao cho tránh đội số là trong khi cậu lính đi lần thứ hai thì có cụ lớn nào ở kinh ra chấm trường đến chơi với cụ lớn nhà ta đáng lẽ cậu lính phải theo phép mà vào thầy đội để thầy lên trình quan nay tự tiện trình lấy ấy là lỗi thầy đội nghe tiếng quan thét vội vã ở đâu chạy lên vừa gặp tên lính đi xa vội vàng hỏi ngay cụ của gì thế thưa thầy chẳng biết tên này có tội gì mà cụ sai đưa xuống thầy giữ thầy đội đánh hơi biết rằng việc này mình có kiếm lôi ngay tên tù giam lòng xuống trại trại lính ở về phía hữu nhà gỗ lợp gồi có năm gian hai trái hai trái đầu là hai cái buồng một buồng làm nhà giam những kẻ có tội đương xét giữa buồng dựng một cái cùm lim to tường treo mấy bộ gông xiềng nhà ngoài gian giữa có cái bàn thờ tổ ngoài treo mảnh mảnh hao hai bên kê hai dãy phản, chiếu để sọc sạch, dưới gầm mấy đôi guốc gỗ để lồng trồng. Trong ô tường nào kìm, nào cặp, nào roi, nào tấn. Buồng bên kia, thầy đổi ở, trong bảy biện đẹp đẽ, tủ kính, bàn độc, song bình, giá hương. Trên sập bảy la liệt điếu sứ, chạp sơn, gối xếp, đèn tọa. Ở trường, co treo mấy đôi liễn và ở cột một cái túi soi, mấy đôi hèo. Trên mặt hòm dương có đặt một cái xá, cắm vài cặp tín bài, thầy đội ngồi trên ghế, hút điếu thuốc, và trần chữ ngũ tựa tay vào bàn hỏi: "Thế nào, tội anh làm sao, nói thật ta xem." Lại cụ: "Con chẳng biết rằng có tội gì mà cụ lớn đòi." "Anh chết, muốn sống thú thực với ta, rồi ta chỉnh lên cụ lớn ngài liệu cho." "Cụ thương cho thì được, mà bắt tội thì con phải chịu, chứ cụ bảo thú thì con chẳng biết gì mà thú." "Được rồi sẽ biết, mày chết." Những câu trên này Thầy đội đã dùng nhiều lần để nói với kẻ bị lỗi Xem ra cũng công hiệu cho cái chính sách kiếm trác của thầy Xong lần này chẳng những thầy dùng mấy câu sáo đó Lại còn hết dỗ dành đến dọa nạt Để ngộ có hở cơ thì thầy nắm lấy chuôi Nhưng được anh Tù là người có ý và ngay thực Nên cái chính sách của thầy không hiệu. Chợt có tiếng gọi to Đưa tên quý lên hầu Xin các ngài nhớ cho rằng Thời bấy giờ có chỗ công môn Trừ những buổi hầu ban ngày lại còn một buổi hầu ban đêm mà buổi hầu ấy quan trọng hơn cả sư quý theo cậu lính lên công đường công đường là một cái nhà gạch thấp nhưng rộng giữa treo ngọn đèn ba giây dưới bóng đèn một cái sập gụ chân quỳ sau sập là một bàn tàu trên bảy bộ ba tam sự đồng to trước sập một bộ ghế bành khảm quây quanh cái bàn xoay khi đó cụ lớn ngài giải tọa một mình trên sập tay tựa gối xếp Trước mặt có cái điều ống đổi mồi xe dài vắt cần câu. Ngài thoạt thấy bộ mặt trắng xanh của anh khóa. Bèn trông trước trông sau không thấy ai mới tươi tỉnh bảo. À, có phải tên anh là Hoàng Quý không? Quý chắp tay đáp. Dạ, lại cụ lớn ngàn năm, còn tên là Hoàng Quý Lên Hầu. Có phải anh học cụ cử Nguyễn đó không? Dạ, khi nãy ta làm cho anh phải sợ một tí, vì sự nó bí mật lắm. Anh có quen thằng Tư nhà tôi phải không? lại cụ lớn không sao lại không nó vẫn tập văn với anh một trường thường nó vẫn nói chuyện với tôi rằng văn anh kỳ nào cũng được bình kia mà lại cụ lớn cậu chúng con cao xa con là hàn sĩ vậy chúng con không dám làm quen anh không quen nhưng cũng biết nó đấy chứ bẩm ban nãy con mới biết vì cậu lính bảo con sửng sốt cụ lớn hỏi sao nó nói chuyện gì mà nó bảo anh những gì Quỳ biết câu trả lời của mình hớ hênh Một là vì cái lo vẫn chưa nguôi Hai là vì mình không khôn ngoan Xong cũng phải nói xuôi đỡ đòn Bẩm cậu ta nói nghe đâu Vì chuyện văn bài thế nào ở trường thầy cử con Mà cậu tư con với con sinh sự cãi nhau Nên cụ lớn đòi vào Này con mới biết Tư công tử là lệnh lang cụ lớn Cụ lớn tươi nét mặt ôn tồn truyền Vì sự ấy nên hôm nay tôi định gọi anh vào Để em nó được tạ quá cùng anh lại cụ lớn ngàn năm, hàn sĩ này thực là có tội với công tử lắm, nhưng vì con nhà học trò, cho nên không thuộc chỗ công môn, để đến nỗi ngài phải bắt mới vào, thực là đại tội. Xin cụ lớn thương cho. Không, ta không chấp. Ta còn muốn nhờ anh một việc to tát, anh mà làm được thì không những ta trọng thường, bà ơn ấy ta không quên được. Quý xem ý, đoán tất là việc to thật. Song cụ lớn còn phải nhờ mình thì chưa chắc đã khó nhưng quý cũng cứ khiêm tốn thưa. Lại cụ lớn, tiến sĩ tài hèn sức yếu, biết có làm được không? Anh không nói thì cái tài anh, đức anh, ta đã biết hết cả rồi. Con ta mười phần không đậu được một. Lại cụ lớn, ngài dạy quá lời, còn nhiều khi được trộm xem văn của công tử, thì tài con thực đại bất cập. Ảnh lạ gì các cậu con quan, học hành gì chúng nó, văn bài gì chúng nó, chỉ sẵn của bố mẹ đấy, Ăn cắp đi mà sắm ăn sắm mặc Trời dại chơi can Bố mẹ có muốn cho con khá mới bắt đi học Lười biếng phải mắng chửi Trời bời phải cấp chấp Nhưng nào các ông ấy có nghe Đi học chẳng đi Lại tạ dĩ ra mà đi chơi Bài làm chẳng làm Chỉ thuê người làm hộ Đưa lại nộp thầy thì thầy nể Khuyên như đổ son để đem về khoe bố Nào biết đâu đấy chỉ là tài mượn Hôm qua tôi mới bắt nó làm văn nhật khác Thì ra cậu mít đã cán táo ngồi từ giờ dần đến giờ dậu không viết nổi ba câu văn sách bây giờ tôi lấy làm chán quá còn các quan người ta đỗ soành xoạch mà con mình thì cửa trường chưa biết tôi lấy làm thẹn lắm ba thằng kia hỏng cả còn thằng này hơi có tư chất một tí cũng chẳng ăn thua gì Phen này tôi quyết tuyết gì mà lập một kế cái kế ấy phải cần đến anh vậy anh chớ tử nan xin cụ lớn truyền cho anh phải kín mới được chớ tiết lộ Dạ Cụ lớn cho quý ngồi ghế bành Dỉ tai nói một hồi lâu Đoạn ngài gõ chuông gọi lính Sai mời tư công tử ra Công tử đứng sau bình phong nghe trộm đã lâu Thầy cha đòi lập tức bước ra Hoàng quý trông thấy Vội vàng đứng dậy thì lễ Công tử đáp lại Cụ lớn vào nhà trong Còn hai người ngồi lại thì thầm một lúc nữa Thì bác sư quý cáo từ về nhà Đến nơi cụ cử hỏi ngay Sư quý đã về đó à Việc con hẳn hay nên trông tươi lắm Dạ quả thị không sai Ông Tổng cũng hỏi Thế nào Ngài cho con một chân thư vị lại vị nhập lưu Hay cái bằng cấp đầu sứ Bẩm to hơn nhiều Cụ cử gạt câu chuyện ấy đi Bảo sư quý đóng quyền Quý vừa sai dở trước lề Bỗng cậu vậy khi nãy vào Tay cầm một quyền có đóng sẵn đưa cho quý Khi nãy anh vào dinh Có bỏ quên quyển sách Nên cụ lớn truyền đưa trả Cụ cử hiểu ý bảo Con đã có quyền rồi Sao còn đóng làm gì nữa Anh này mới lắm tiền chứ Đã đi mua sẵn của thầy lệ sinh rồi Ông Tổng Hương thấy con mình tiêu những món có thể đừng được Thì cho là hoang phí Bèn quắc mắt toàn mắng Xong cụ cử gạt đi Mời ông lên giường nghỉ Ông Tổng đành chịu Đem cuộn cái bụng nghi ngờ và tức tối vào trong chăn Sáng hôm sau Cụ cử sai người thắng đường nấu chè đổ sôi Đúng giờ Cụ ra ngoài đình gần đấy Học trò theo lời cụ dặn Chờ sẵn cả ở đó Cụ cử lấy tự triện Đóng sáp lại các quyển tập văn như lối trường thi Rồi ra bài kinh nghĩa theo kỳ đệ nhất Trong cả sáu kinh Ai làm được kinh dịch thì là đàn anh Còn các kinh khác thì đều như nhau Xong bấy giờ học trò còn thiên về kinh thi Vì kinh thi dễ Chưa đến cũng lấy dấu nhật chung Rồi học trò ăn xôi chè của cụ thết Đoạn lại bắt đầu làm đến chiều tối mới nộp quyền hôm sau cụ cử cho bình những văn hay hôm sau nữa cụ lại ra bài phú lục theo cách thức kỳ đệ nhị rồi cụ ra mấy câu văn sách nửa cổ nửa kim theo cách kỳ đệ tam quý kỳ nào cũng được đứng đầu lòng cụ cử lấy làm vui vẻ lắm học trò nộp quyển thi ngay từ hôm bình văn kỳ đệ nhất ở trường cụ cử khoa thi là một khoa cử ba năm mới có một lần trừ khi vua có mở ân khoa như năm ấy vì vậy suốt dân gian Tự đàn bà trẻ em Sĩ nông công cổ Ai ai cũng đều mong ngóng rủ nhau đi xem Xong có hai cách vui khác nhau Một cách vui cho học trò Và phần nhiều người trong xã hội Là hôm vào trường và hôm sướng xanh Hôm hàm nhằm tháng 10 mậu thìn Trời mưa rầm rét lắm Trước sinh quan thượng Gần chân cột cờ Đám rước bắt đầu đi Lính toàn mặc áo nẹp Một đội voi đứng dàn trước mặt Một người dịch loa Một đôi lính kỵ mười ngọn cờ nheo chiêng đồng chống cái ngũ lôi bát âm kể đến bốn đôi quất các quan trường ngồi trên võng điều che bốn lọng rồi một đội cũng cờ cũng trống cũng loa đôi voi đi ủng hậu đám đi rất nghiêm trang nghi vậy rõ ra cảnh tượng thái bình hai bên từ cửa đông hàng mảnh qua hàng hài cửa huyện thọ trường đúc tiền đến cửa trường thi người xem đông như kiến cỏ đám rước đi tới đâu thì ai đứng phải ngả nón ai ngồi phải đứng dậy nếu không tuân sẽ bị roi cậu lính đét lưng ca quan vào trường tế một tuần dùng lễ tam sinh nửa đêm hôm ba mươi mưa phùn đường lầy trời tối như mực gió thổi lạnh buốt Sư quý ăn cơm xong sắp sửa các đồ dự bị vào trường sán quần vén áo ngọn đua cầm tay người nhà quẩy lều chiếu yên trọng theo sau hai người lững thững bước xa phố đi được nửa đường Quý gặp cậu Tư con cụ lớn bố, bèn rủ nhau đi cùng. Ngoài phố nhấp nhô ngọn đuốc, chỗ xa chỗ gần, cùng trông trường thi thẳng tới, như một đàn đom đóm kéo quân. Trước trường thi, hai ngọn đỉnh liệu đỏ ối, người đông lố nhố, chen vai chạm cánh. Ai cũng lướt mướt lấm láp, thỉnh thoảng lại bị cơn gió thổi rét run cầm cập, thật là vất vả. Mọi khi, đối với cái cảnh này, nhà nho ngồi nhà đã lấy làm một cảnh buồn, thì lại pha chén trẻ ngon, đốt hòn than đỏ, chi kỷ chi âm dăm bầy kẻ. Mà trò đời chuyện thế, đàm đạo cùng nhau, ngầm câu văn cổ, đọc bài tán luận cho giải sầu. Xong đối với cái đêm rực rỡ này, lòng hy vọng về công danh sùng sục như sôi, nó làm tiêu mất cả cái tư tưởng não nùng, mà phải dụ cánh dương vây đường mây nhẹ bước. Một chốc, tiếng loa in ỏi đinh tai, làm cho ai nấy giật mình ngửa trông lên. Trên tòa lầu cao, một vị quan ngồi giữa bên hữu có thầy lai phòng bên tả có cậu lính thể sách dịch loa ấy là khi sắp gọi tên các thí sinh lĩnh quyển vào trường cạnh lầu treo một cái bảng con yết các chữ húy nhà vua và trường quy ai lầm phải khép vào tội phạm húy và phạm trường tư công tử và sư quý thế nào lại vào cùng một phi nhờ được tư công tử là người mà phần nhiều lính đã quen mặt nên việc khám xét qua loa làm phép hai người tấp nập tìm chỗ cao nhất để đóng lều liền sát bên nhau. Quỳ lấy địa sôi, cơi trầu, nậm rượu, thắp mấy nén hương, khấn vái thần kỳ thổ địa, ông bà ông vải, cùng các âm hồn trực báo ân báo oán. Đến chứng quả vi thành mà phù hộ cho được thông mây lọt gió, gặp vạn điều hay. Đoạn quỳ lấy pháo ra đốt và ngồi chờ ở trong lều. Đến lúc giảng đông mới có đầu bài. Học trò kéo ổ ra chép. Trước hết, quý viết ra tờ giấy sáp, buộc vào đầu dây, chăng từ lều cậu tư sang rồi giật mấy cái liền làm hiểu. bên kia thấy động rút dây về quý thi hành mưu ấy suốt trong mấy kỳ sau xong kỳ đệ nhất ai cũng thấy mình nhẹ đi được một phần các thầy ra trường làm huyên náo cả phố xá nào tiếng cãi nhau về nghĩa sách nào giọng đắc chí về văn chương khiến cho khách qua đường hơi lấy làm khó chịu nhưng sự khó chịu đó cũng chẳng bao lâu lại tan ngay vì cái bảng đệ nhị đã mời bớt những ông đồ kênh về rồi Chắc ông chẳng phàn nàn gì, vì các ông chỉ cốt đi thi cho biết cửa trường. Khi về làng, xung vào chân tả văn, để mẹ đĩ được nhiều phần xôi thịt. Cứ ngót đi mãi, suốt ba kỳ, trong bảy nghìn sĩ tử còn độ một nghìn. Từ công tử và sứ quý, nhờ phúc ấm được lọt ba kỳ, còn kỳ phúc hạch nữa là xong. Ông Tổng hưởng chắc mẩm phen này con mình không được tiếng dạ cửa trường, cũng được tú tài đội bảng, chứ chẳng lẽ về không? Sáng 27 là ngày sướng xanh, người đi nghe đông như kiến cỏ. Ông Tổng hưởng sai người nhà, mượn ngầm đầu 39-40 cái áo thụng xanh, để khi sư quý có gọi tên thì sẵn có mà mặc vào nhà thập đạo. Chờ khi ấy mới mượn thì sợ lâu quan gắt chăng. Xong sự ấy, ông Tổng vẫn giữ bí mật, không cho quan sắp tân khoa của ông biết. Lệ sướng danh thì sướng tỉnh trước, rồi phủ, huyện, xã mới đến tên. Quan trường ở trên lầu truyền xuống dưới, lính thể sách dịch loa theo. Hôm ấy phải chú lính đường trong nhóm, gân cổ ẻ e à mãi mới được một tiếng. Hà Nội tỉnh, Thanh Trì huyện. Ông Tổng nghe thấy, mừng quá suýt ngã, đẩy vai con một cái. Giáp nhất xã, Nguyễn Văn Sĩ. Ông Tổng điếng cả người, tái mét mặt, lượt gọi tên thứ nhì, đến ngày cậu tư nhà cụ lớn bố, thấy tiếng dạ vang trời dậy đất từ đằng xa đưa lại. Sư quý nghĩ đến mình, ruột rối beng đám đông người tự nhiên sẵn ra cho ông Á Nguyên thanh thang áo thụng mới tiến vào. Kể đến lượt thứ ba, thứ tư, quý vẫn chưa thấy tên. Hai cha con thở dài ngồi xuống chóng hàng nước. Mặt hoàng quý lúc bấy giờ điềm đạm, lạnh lùng như không. Mỗi lửa sướng xanh không thấy tên con, ông tổng hưởng như bị sao cắt ruột. Anh nhỏ theo hầu, bụng thu cái áo thụng xanh, cứ luôn luôn vơ cái điếu nhà hàng, hết thông lại hút, hết hút lại thông tay những giáp thò vào bụng để rút áo. Cảnh bi quan ta được mục kích của phần nhiều người trước chỗ dương danh như thế, diễn mãi tới hồi cuối cùng. Xong có một sự kết cục rất đáng thương. Sau khi bảng tú tài đã treo, có người đập vào vai hoàng quý nói Thôi, hết rồi, đi về. Ông Tổng giật mình đánh thót như người bị bỏng, rồi tự nhiên dưng dưng, ồm con khóc òa lên. Hoàng quý vẫn lạnh lùng như không, tự an ủi bằng những câu thơ cổ trong cơ duyên may rủi bởi trời Đường sớm muộn có xa nhau mấy bước Đã tu mi vào trong cuộc cầm thư Người hữu trí trời chi nỡ phụ Đường kia kẻ trước người sau Trong ba năm nữa có lâu la gì Bỗng tên người nhà ở đâu chạy lại Hoảng hốt mừng rỡ gọi dối rít Thầy độ tú tài thầy ơi Ông Tổng vội lau nước mắt hỏi Sao mày biết Con thấy có tên trên bảng kia Số là anh nhỏ nhà quê này Trước cũng đã khốn nạn mãi nơi sân trình cửa khổng, đã xem nổi văn tự, đã ký đủ ba chữ tên. Xong anh chưa dùng cái tài ấy để thi bao giờ. Chỉ lần này là lần đầu anh đi xem bảng thi mà thôi. Trong khi thấy ông Tổng khóc, anh bèn quyết vô tài cho bỏ công lưng nổi chạch mép bị vòng mà vội bỏ ngay cái dây thất vọng nó buộc mình. Chạy lại chỗ treo bảng. Anh trố mắt ốc nhìn hết bảng này sang bảng khác thì thấy tên thầy ở cái bảng con chứ không hiểu chi hết anh bèn làm bộ công cán lon ton đi trước Đưa hai cha con Hoàng Quý theo sau Ông Tổng hưởng lách đám đông Đến chỗ người đứng đông xúm xít Xong vừa tới nơi Bỗng ông rú lên một tiếng thất thần Còn ông bị tội phạm húy Quý nhìn cha Dừng dừng nước mắt Anh oán hận phép thi khắc nghiệt vô lý Làm cho anh chỉ sơ ý không nhớ đến kiêng tên húy Của nhà vua mà tai hại một đời Nhưng giữa những tiếng nói cười ổ ạt Còn ai để ý đến nỗi thương tâm Của con người bất hạnh đã đem tài mình cho một kẻ khác được dạ vang trời trước cửa trường thi. Các bạn đang nghe chuyện Kiếp Tài Tình Nhà hát Tây hôm ấy có vẻ tôn nghiêm của một vẻ tôn nghiêm của một vị thượng quan mặc lễ phục. Dưới ánh sáng đèn điện như hàng trăm con nhện lửa trăng tơ tư trên tường và ngoài vườn hoa hiện ra quang cảnh một thế giới riêng của hạng người phú quý. Tiết trời đông lạnh lẽo những đâu đâu, chứ ở trước nhà hát, vẻ tấp nập, hớn hở, lộ trên nét mặt các nam thanh nữ tú, làm cho nhà soạn kịch hồng sơn tưởng tượng đến những bông hoa của mùa ấm áp. Một mình, chàng đứng nấp dưới bóng tối một khóm xạ hương, đưa mắt ra ngắm cái cảnh náo nhiệt đó, là cái kết quả của hai năm hy sinh làm việc, hai năm nhịn nhục của chàng. Đã hai năm nay, Hồng Sơn đem hết tâm lực để soạn một vở kịch đầu tiên, mà chàng quyết nó được hoàn toàn trong tất cả các phương diện. Vở kịch ấy lại được một ban tài tử nổi tiếng xưa nay của Tiếp Như đem diễn, nên Hồng Sơn rất vui mừng, thấy trong lòng phấn khởi, vì cái công lao của chàng trong bấy lâu nay không đến nỗi uổng. Mà vở kịch ấy quyết sẽ là một cuộc vui, hoặc là một mối suy nghĩ cho biết bao trái tim khối óc thiếu niên. Lúc đó, chàng lại vụt non thấy trong túp lều tranh nghèo khổ của chàng, tiếp như trưởng ban kịch, dùng bộ mặt tài tử lõi nghề, đổi vẻ khôn khéo ra vẻ thực thà mà quả quyết. Rồi ông xem, cả thành phố ta sẽ vỗ tay ông. Chúng tôi dám tự phụ rằng, hệ chúng tôi mang nhà văn nào ra mắt quần chúng, thì nhà văn ấy sẽ được hoan nghênh tức khác. Ông sẽ nổi tiếng, ông sẽ ra được khỏi cảnh bó buộc của vật chất. Những câu khuyến khích đó rất vô công hiệu đối với Hồng Sơn. Chàng đã hiểu cái thiên chức của nhà nghệ thuật và số kiếp của họ. Và chăng Tuy chàng có thể tin được lời tự phụ Chẳng quá ngoa của Tiếp Như Nhưng chàng cũng không tự phụ mà tin rằng Ở cái giá trị riêng của văn tài chàng song chàng có thiết chi Cái danh tiếng hão huyền Cái phú quý dườm giả tục tiễu Chàng vẫn cho rằng Cái gì người đời đã tự ý đặt ra để tâng bốc Hoặc để chôn vùi nhau Thì cũng có thể tự ý xóa bỏ đi rất dễ Cái phần thưởng thật của nhà nghệ thuật Người đời chỉ phát ra cho họ Sau khi họ gác bút Nằm yên nghỉ dưới nắm đất vàng Ông làm vẻ vang cho văn giới nước nhà. Cái số tiền hoa hồng 40% để phần ông là một số tiền xưa nay các kịch sĩ chưa ai được chúng tôi biệt đãi như thế. Riêng một tối đầu về ông 500 là ít, ông sẽ lấy tiền ấy mà xuất bản sách. Một lần nữa, Hồng Sơn đáp lại câu dỗ dành thiết tha về danh lợi bằng nét mặt lãnh đạm. Bởi vì chàng lấy làm vô lý, nếu sau này cứ mỗi tháng chàng viết xong một vở, cái thì giờ một tháng cũng đủ thừa cho một vở kịch được hoàn toàn thì làm gì nghề không nuôi sống nổi người một cách đế vương. Vậy sao đời nào, nước nào, các nhà nghệ thuật cũng vẫn chung một kiếp long đong nhất. Một tiếng thở dài đành phận của một nhà văn hát ra, làm héo hát mấy nụ cười úy lạo trên môi nhà tài tử. Tiếp như mắt lấm lét, cuộn cho nhanh quyển kịch, rồi đứng dậy ra về. Hồng Sơn trông theo, mơ màng hy vọng. Bỗng cơn gió thổi vù vù. Hát trả Hồng Sơn lại cái đời thực, cái đời hiện tại, tả áo the bạc bay tung hồng sơn thấy lạnh buốt tâm hồn chàng thêm một sự lạnh lùng đối với thế sự bụng chàng réo lên như sôi thì ra hồng sơn đã hai hôm nay chưa có một giọt cháo thấm vào trong xạ cái bể người xanh đỏ vẫn cứ xô đẩy nhau chảy dần dần vào trong nhà hát hồng sơn không chịu nổi hơi lạnh ở ngoài cũng theo mà vào ngồi thụt trong chiếc ghế bành trên gác là chỗ để riêng cho chàng chàng thấy dễ chịu êm ấm vật chất như từng bước sắp lấn át cả hồn lãng mạn của chàng. Mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi phấn hồng đượm đà làm cho chàng thanh thanh nhẹ nhõm. Chàng non xuống tầng dưới, quần áo tây san sát xen lẫn với những chiếc khăn quảng trắng nuột. Một thế giới thần tiên. Chàng lại vang vang nghe tiếp như Ông sẽ nổi tiếng, ông sẽ ra được khỏi cái cảnh bó buộc của vật chất. Câu nói vẽ cho chàng quãng đời mai hậu như gấm như hoa. Bật giác, chàng thấy trái tim hồi hộp có lẽ nào mồi phú quý thử ta chăng nhưng đời lãng mạn thanh tú lắm khi nào ta bỏ xong chàng lại tự nhiên thấy mình được ngồi trong một chiếc lâu đài bàn ghế bóng lừ ngăn nắp cái ô tô sáng nhoáng đợi trà ngoài cổng hồn hền nhẹ bộ răng như sắp ngốn sắp nuốt quãng đường sài hồi chuồng thứ ba inh ỏi thu bớt dần những tiếng ồn ào đèn điện tắt màn sân khấu mở một thứ ánh sáng xanh lơ của thuốc pháo đốt lên tỏa ra ngoài phòng tối nhờ một màu dịu sàng, phảng phất có phần ảm đạm. Người ta đoán trước sẽ được xem một tấn bi kịch thảm thê. Quả vậy, cảnh thứ nhất đưa khán giả vào căn phòng làm việc của một họa sĩ, bừa bộn ngổn ngang, cây thiếu thứ tự của một đời cô độc lãng mạn. Tài tử ngồi quay nghiêng, đập những nét chảnh màng trước một tấn lụa căng trong khung trước mặt. Thỉnh thoảng tì tay bút vào đùi, đam đam nhìn lên khoảng trời lam, lộ trên một mảng mái nhà lợp bằng kính. Tài tử thở dài, thốt lên những tiếng rền rĩ như rót vào tâm hồn các khán giả những giọt nước mắt trong mà lạnh, thấm thía cảm động. Tuy nói một mình mà muốn kể ra cảnh cực nhục của người hy sinh cho nghệ thuật. Trên sân khấu lúc đó không có chi là hoạt động, song mỗi lời của họa sĩ nói ra là làm cho người ngồi nghe phải nín thở, phải chờ đợi, như được đứng trước một tấn kịch mỗi phút một đổi thay. Đến khi họa sĩ đứng dậy, trên nét mặt sầu sầu mà gân guốc, người ta dường như thấy bốc lên cái tinh thần quả quyết phấn đấu. Một hồi vỗ tay làm rung động cả phòng nhà hát. Hồng Sơn như chợt tỉnh giấc mê, vì chàng đang tưởng chừng như chàng là họa sĩ, vội đứng nhỏm dậy nhìn sang tứ phía. Bên cạnh chàng, một ông béo phị, thô bỉ, ngồi sát cánh với bà vợ trẻ thoa son chát phấn, liền liền đập hai tay vào một, bình phẩm to trong lúc ồn ào. Đời tài tử tốt đẹp làm sao? Ấy, người ta tuy vậy, mà rất hoàn toàn sung sướng bằng tinh thần mỹ thuật. Hồng Sơn nghe nói mà cảm phục tấm lòng cao thượng, nhưng chẳng thấy cồn cào trong xạ, mà bụng cứ réo sôi mãi. Thấy chiếc bánh sô-cô-la của cậu con ông béo phỉ cầm ở tay, chàng phải quay đi không dám nhìn lâu, và cố nghĩ đến cái khác cho quên nỗi đói. Hồi vỗ tay vừa dứt, thì họa sĩ trên sân khấu đã lâm vào cảnh khốn khó về đường tình. Nỗi tử biệt sinh ly làm cho họa sĩ ngây ngất, ủ rũ như chiếc hoa tàn buổi chiều thu nhưng họa sĩ cố quên sự thống khổ thì gan sắt đá với lòng nham hiểm không bờ của con tạo song sức người có hạn họa sĩ sau cùng phải to lời thở than ta quên sao được ta càng cố quên thì ta càng phải nghĩ đến mà càng nghĩ đến thì biết tuổi nào ta quên cho đành lại một chàng pháo tay hoan nghênh câu tâm lý bao hàm hết cả nỗi thống khổ u uất trong tâm khảm của người trong cảnh ngộ hồng sơn lại một lần tình giấc mơ màng lại một lần nhìn khắp đó đây thì ngay chỗ chàng xuống trong dãy ghế từng dưới chàng thấy một cặp nhân tình quay lại bàn tán chàng nghe rõ trong những câu nồng nàn tình ái và hạnh phúc quý thay đời lãng mạn và đời đau đớn đó mới là cảnh đời thực họ hình như hoan nghênh họa sĩ lắm thì phải song trong chỗ hoan nghênh hồng sơn thấy sự sợ hãi sự lo âu vì họ chẳng khi nào ao ước được thay lấy đời họa sĩ bỗng dưng hồng sơn thấy mình cô độc vô cùng chẳng lẽ người tình nhân suốt đời của chàng lại là thần mỹ thuật mãi sao bụng chàng càng gieo sôi hơn trước mắt chàng đã thấy hoa lên chàng thấy cứ nhu cầu thiết thực là miếng bánh hay bát cơm đang thúc giục chàng hãy bỏ sự viển vông của tinh thần mà lo về sự sống vật chất đã hồng sơn ngồi trong ghế mỗi phút bắt đầu thấy buồn chán chàng càng thấy cái mối hoan nghênh của người đời thì càng như bị trêu chọc chàng thấy một bầu không khí nặng trĩu đẻ xuống đầu chàng đứng dậy để ra ngoài sân chàng len qua mặt người ngồi xem một cách rất cung kính song chàng thấy ở nét mặt mọi người hình như có sự khinh bỉ khinh bỉ cái áo the tàng và bộ tóc lòa xòa lâu chưa cạo ra tới ngoài chàng đứng tựa vào một gốc cây mơ màng những chùm đèn điện tỏa vào mặt chàng thứ ánh sáng gắt gỏng hàng quả bánh sao đằng xa máy ô tô chạy bên cạnh tiếng xôn xao người hàng phố đã quấy đục mất cái cảnh đẹp của ban đêm gió lạnh thổi hồng sơn co do đứng tự thấy dễ chịu hơn lúc ở trong sạp nhưng bụng chàng cứ réo mãi mặt chàng hoa hơn cái cồn cào làm cho chàng mệt như bị ốm mà túi chàng rỗng không ông sẽ nổi tiếng ông sẽ ra được khỏi cái cảnh bó buộc của vật chất hồng sơn lại văng vẳng thấy câu khuyến khích chàng nghĩ đến cái lều tranh tồi tàn mà ở đấy chẳng ai mong đợi chàng cả chàng nghĩ đến cái dạ dày lép kẹp của chàng cái bộ dạng khinh khỉnh khả ố của phái tư bản. Một con nhện từ cành cây văng mình lùng lẳng dưới sợi tơ trước mắt chàng. Chàng cùa lấy, ngắm nghía con vật, bỗng thấy nhơm nhớp trong tay. Thì ra nhện đã bị chết bẹp từ bao giờ. Hồng Sơn tự ví nhện với thân thế mình, kiếp vương tơ rút ruột, tạo nên cảnh đẹp cho đời người, chẳng khác chi con vật khốn nạn kia, chết vì sự ngắm nghía. Gió lạnh thổi mãi, tiếng rì rào của lá lơ thơ trên cây như dục chàng đi vào, Hồng Sơn lại đến chỗ ngồi cũ. Lúc đó trên sân khấu đã diễn tới đoạn cuối cùng. Kết cục đời của họa sĩ bằng sự chết thảm thương trong chốn tối tăm. Trong nhà hát lại qua một cơn sầm dĩ. Người ta không những vỗ tay, còn kêu la om sòm. Hồng Sơn bất hủ, vinh dự cho Hồng Sơn. Tuy đã khuya mà khán giả còn tỉnh táo, hớn hở, như vẫn còn ham một buổi vui thích đáng. Cũng có người muốn được cái vinh dự biết mặt và bắt tay nhà kịch sĩ đại tài trong khi ấy trong khi trăm ngàn miệng còn đang gieo hỏi tên hồng sơn mà các tụng vở kịch thì bỗng trong góc nhà hát có tiếng tiếp như gọi ông hồng sơn ông hồng sơn tỉnh chưa ông làm sao thế mở mắt ra hồng sơn thấy tiếp như đang ôm lấy mình mà mình thì ngồi là dựa vào ghế đằng trước chàng gạt tay trưởng ban diễn kịch ra rồi nói không ạ à, chết chưa tôi làm phiền ông quá tôi thấy khó chịu trong người một chút nhưng bây giờ đã qua khỏi rồi thì sao hồng sơn bất tỉnh lúc nào không biết chàng cảm động quá hay là đói quá trừ cái dạ dày chàng không ai dám quả quyết trả lời đúng sự thực hồng sơn lim dim con mắt giơ bàn tay run run nói một cách mệt nhọc ông làm ơn gọi cho tôi cái xe và cho tôi vay đồng bạc vâng có sẵn đây ông hãy ký vào tờ giấy biên nhận này trong khi hòa mắt Hồng Sơn cố cầm ngọn bút cho vững để ngoạch ngoạc vài nét vào tờ giấy trắng cho xong việc. Có nghĩ đâu đến khoảng trên chữ ký ấy, Tiếp Như sẽ tự do biên những câu gì. Ba hôm sau, khi cái đồng bà của Tiếp Như đã hết công hiệu, làm cho nhà nghệ thuật cầm được hơi của đòi vật chất, để nghĩ thêm được tấn kịch mới nữa, mà Hồng Sơn trở mãi không thấy món tiền hoa hồng. Bèn đến tận nhà Tiếp Như định hỏi. Nhưng rủi thay Tiếp Như đi vắng. Lần thứ hai, Hồng Sơn lại đến. Nhưng chẳng may, Tiếp như không có nhà Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm Hồng Sơn đều không gặp tiếp như Rồi mãi mãi hỏi ra Mới biết món tiền hơn 500 Mà chàng đã nhận và đã ký vào tờ giấy Ngay sau khi diễn xong vở kịch Đã làm cho ban tài tử Được thêm sự ấm no Hồng Sơn thở dài, rơm rơm nước mắt Bất bình về nỗi đời xử bạc Xong hồi tưởng lại Cái buổi diễn kịch chàng thấy đã làm cho đời Sướng về vật chất, vui về tinh thần thừa rõ cái thiên chức và số kiếp nhà nghệ thuật chàng đành tự tạm an ủi ăn tiếng gieo hò uống lời ca tụng hôm đó để lưu tâm nghĩ kịch bản sau này